Thưa quý vị, hôm nay, mùng 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra làm rõ để xử lý nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích về hành vi dùng chất cực độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình khiến 3 người chết, và trong đó có chồng của Bích. Động cơ gây án của nữ nghi phạm này cũng đã được hé lộ. Tại cơ quan công an, Bích khai nhận từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng chất độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, trong đó 3 người đã tử vong gồm chồng của Bích và 2 người cháu ruột 7 tuổi và 12 tuổi. Bích còn khai nguyên nhân dẫn tới việc đầu độc là do chồng cờ bạc nợ nần. Đối với việc sát hại 3 người cháu ruột khiến 2 cháu đã tử vong, 1 cháu vẫn đang cấp cứu, nguyên nhân theo lời khai ban đầu của Bích là do xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, công an nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng. Từ lời khai của Bích, lực lượng chức năng khám xét nơi ở và hiện trường. Lực lượng chức năng đã tìm được vật chứng là bình cyanua màu trắng được Bích giấu tại nghĩa trang gần nhà. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định độc chất kali cyanua là chất cực độc. Trước đó, như VTC14 đã đưa tin, trong vòng 8 tháng, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, có 5 người thân của Bích gồm bố, chồng, con và 2 người cháu sống cùng nhà, liên tiếp tử vong một cách bất thường. Nguyên nhân chết đều do các triệu chứng liên quan tới ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi chết, nạn nhân bị nôn ói, nhức đầu và chóng mặt. Thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chuyên môn vừa điều trị cách ly khẩn cấp 2 nữ bệnh nhân làm việc tại một quán karaoke ở Bắc Giang, lây nhiễm bạch hầu từ một bệnh nhân khác đã tử vong tại Nghệ An. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định có 2 nữ sinh năm 2006 tiếp xúc gần với ca bệnh ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Hiện 2 trường hợp này đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Bước đầu, cơ quan chuyên môn xác định từ ngày 25 đến 28 tháng 6, 2 nữ sinh về quê ở Kỳ Sơn, Nghệ An thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong ở huyện Kỳ Sơn. Đến ngày 1 tháng 7, cả 2 bắt xe từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ra Hiệp Hòa, Bắc Giang làm việc tại một quán karaoke ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh. Đến ngày 5 tháng 7, khi biết thông tin bạn cùng phòng bị tử vong do bệnh bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, 2 nữ sinh đã chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Qua lấy mẫu xét nghiệm, chiều ngày 7 tháng 7, cơ quan chuyên môn xác định một trong 2 người đã bị dương tính với bạch hầu. Hiện nữ sinh còn lại và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh được cơ quan chuyên môn thu dung và đưa vào khu vực cách ly. Bắt đầu từ ngày hôm qua, mùng 7 tháng 7, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức tuyển sinh học sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 theo hình thức trực tuyến. Hạn cuối để đăng ký là đến 24 giờ ngày mai, mùng 9 tháng 7. Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 6, phụ huynh đăng nhập vào cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội, sau đó làm theo các bước hướng dẫn. Sau khi hết hạn đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống, phụ huynh học sinh có thể đăng ký trực tiếp tại các nhà trường theo tuyến tuyển sinh đã được Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt, thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7. Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội duy trì 2 hình thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, mầm non, lớp 1, lớp 6, gồm tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Tùy điều kiện cụ thể, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn hình thức đăng ký tuyển sinh phù hợp. Tất cả các trường hợp cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23 tháng 7. Theo dự kiến, số lượng học sinh vào lớp 1 năm nay tăng 7.000, học sinh vào lớp 6 tăng 58.000 so với năm ngoái. Năm học trước, học sinh lớp 1 tăng 11.600 em, học sinh lớp 6 tăng hơn 36.000 em. Như vậy, năm nay số lượng học sinh tăng mạnh hơn năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực vào đầu cấp, đặc biệt là lớp 6, cũng sẽ tăng lên. Một số hành vi về khai thác thủy sản trước đây chỉ mới dừng ở xử phạt hành chính, thì từ ngày 1 tháng 8 tới đây sẽ bị xử lý hình sự. Điều này nhằm tạo sức răn đe đối với các hành vi vi phạm và thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ bằng được thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam,
tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển nước ngoài. Các hành vi khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản nguy cấp, quý hiếm, buôn lậu, vận chuyển trái phép thủy sản, dùng thủ đoạn gian dối, mua bán thủy sản. Theo Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, tình trạng tàu cá ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý vẫn còn diễn biến phức tạp, hình thức vi phạm ngày càng tinh vi. Số lượng các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định chưa được xử lý triệt để, đảm bảo tính gian đe. Đến nay vẫn còn 4 trên 28 tỉnh thành phố ven biển chưa kiện toàn được lực lượng kiểm ngư địa phương. Một người phụ nữ 52 tuổi ở Phú Thọ vừa hạ sinh thành công bé trai đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Đây là quả ngọt mà người mẹ này xứng đáng được hưởng sau 2 lần IVF thất bại nhưng vẫn kiên trì, đặt hết niềm tin vào y học và các y bác sĩ. Đó là một điều mà kỳ diệu đối với gia đình tôi. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn cả đội ngũ y bác sĩ đã rất nhiệt tình và đồng hành với vợ chồng tôi trong suốt quá trình tìm con. Gia đình tôi rất là vui mừng khi được đón chào một em bé trai rất là khỏe mạnh. Xin cảm ơn tất cả các bác sĩ ở trong bệnh viện đã rất là tận tình, chu đáo khi mà giúp đỡ gia đình tôi làm IVF đã thành công. Thế nhưng, để có được hạnh phúc làm mẹ khi đã 52 tuổi, sản phụ này đã trải qua nhiều khó khăn. Từ năm 2021, chị bắt đầu hành trình tìm con tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học, Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Thọ, khi đã 48 tuổi. Nhận định, đây là một trường hợp rất khó khăn vì người bệnh đã nhiều tuổi, tỷ lệ thành công khi thực hiện IVF thấp. Nếu thành công thì quá trình mang thai cũng rất vất vả, thai phụ và em bé có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ khó lường trước. Do đó, các bác sĩ đã tư vấn sản phụ suy nghĩ kỹ hơn về quyết định sinh con của mình. Tuy nhiên, chị vẫn tha thiết, mong muốn được thực hiện IVF. Cũng do đã lớn tuổi nên quá trình mang thai của sản phụ này cũng không mấy thuận lợi. Những tháng đầu của thai kỳ, chị gặp phải tình trạng bong rau, dọa sẩy. Các bác sĩ đã luôn theo sát và hỗ trợ tối đa để giúp sản phụ có thai kỳ an toàn. May mắn, đến cuối tháng 6 vừa qua, sản phụ trên đã sinh thành công một bé trai khỏe mạnh, nặng 3,2 kg. Người mẹ này hiếm muộn cũng nhiều năm, dự trữ buồng trứng rất là thấp. Tuy nhiên thì sau khi có sự hỗ trợ, cố gắng của tập thể y bác sĩ của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản thì người mẹ đã có thai và chúng tôi cũng theo dõi rất là sát suốt quá trình thai kỳ của người bệnh và đến hôm nay thì người mẹ hơn 50 tuổi đã đón được em bé chào đời khỏe mạnh trong cái niềm vui của tập thể y bác sĩ cũng như là toàn thể gia đình. Được biết, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ được chính thức triển khai từ năm 2021. Sau 3 năm triển khai, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 450 em bé chào đời khỏe mạnh, tức là trung bình cứ 2 ngày lại có một em bé chào đời nhờ kỹ thuật này. Tỷ lệ thành công đạt 52,8%, tương đương các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trong nước và quốc tế. Cũng nhờ những thành công trên, đã có nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có được hạnh phúc có con sau nhiều năm chạy chữa. Lúc cũng nghĩ nhiều vấn đề khác, nhưng mà thôi, cũng cố gắng. Sau thời gian thì cố gắng thì xuống dưới viện thì được các bác sĩ tư vấn giúp đỡ nhiều thứ đó là cũng về động viên nhau và thôi cố gắng. Vợ chồng tôi đã may mắn này thành công ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Cả nhà khi mà IVF xong về sau 5 ngày em thử que lên vạch là cả nhà sướng quá rồi không biết nói nào nữa. Thì chồng em vui quá, ông bà cả nhà ai cũng vui, ai cũng động viên ạ. Rất là vui ạ. Một là sau bao nhiêu năm chờ đợi mình làm lần đầu tiên ấy ạ, có luôn á, vợ chồng cũng may mắn so với rất là nhiều bạn. Đại diện bệnh viện cũng cho biết, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên được đi đào tạo, cập nhật các kiến thức mới, phương pháp mới trong điều trị vô sinh hiếm muộn, để trao hy vọng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành lân cận.